À vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả nhé. Hiện tại thì em vẫn đang ở nhà của Hồng Loan. Như tất cả quý vị và các bạn cũng đã biết là một thông tin rất là vui. Đó chính là cái hình ảnh một cái poster chính thức của MV ca nhạc của Hồng Loan đã chính thức được công bố. Nhưng trong cái hình ảnh mà gọi là cái poster chính thức này thì nó lại có một cái thông tin mà khiến rất nhiều quý vị khán giả đang thắc mắc. Và chắc chắn rằng những cái ý kiến mà em chuẩn bị phân tích đây thì sẽ cũng như cái suy nghĩ của rất nhiều người. Là ở đây thì em sẽ suy nghĩ theo hai hướng quý vị nha. Một là cái hình ảnh này mang tính chất minh họa và đầu tiên thì đăng lên đây để xem là cái ý kiến của bên phía của Ve á sẽ suy nghĩ như thế nào. Có nghĩa là họ cố tình làm cái hình ảnh poster này với cái mục đích là để xem bên Ve có công kích gì hay không. Và một cái ý thứ hai mà chắc chắn rằng tất cả quý vị và các bạn cũng đang thắc mắc, đó chính là tại sao một cái MV ca nhạc nhân vật chính là Hồng Loan nhưng tại sao anh Nguyên Vũ lại có một hình ảnh to nhất ha. Đây em sẽ phân tích như sau. Có nghĩa là nếu như trong cái MV này mà không có sự xuất hiện của anh Nguyên Vũ đó, hay là cái MV này anh Nguyên Vũ là nhân vật chính, và một cái yếu tố thứ ba đó chính là anh Nguyên Vũ có xuất hiện trong MV hay không, và một cái điều nữa đó chính là tại sao á là cộng đồng mạng á, họ lại ủng hộ anh Nguyên Vũ này, bởi vì là anh đã giúp Hồng Loan để tạo lên một cái YouTube, giúp Hồng Loan để lưu giữ một cái kỷ niệm và giúp Hồng Loan có thể tạo ra một cái MV này để lên một cái tích nghệ sĩ và để sau này thì sẽ bảo vệ được những cái tác phẩm của cố nghệ sĩ Vũ Linh khi lên 100.000 người đăng ký. Tuy nhiên khi mà Hồng Loan cũng như tất cả mọi người đã đăng một cái poster lên thì em sẽ đọc một chút, sẽ phân tích ha. Vậy là poster chính thức của MV ca nhạc Hơn Cả Người Thân cũng đã xong và trailer cũng đã sẽ phát hành vào tối nay ngày 6 tháng 12 và lúc 19 giờ trên kênh YouTube của Võ Thị Hồng Loan, và bản chính thức sẽ được trình chiếu vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 12 cũng trên kênh của em ấy. Trân trọng và con mong đợi từng ngày luôn đại gia đình ơi. Đó có nghĩa là một cái thông tin rất là vui đối với tất cả chúng ta về một cái poster chính thức của MV ca nhạc. Tuy nhiên thì tất cả quý vị các bạn khi mà xem vào hình ảnh mà em để trên màn hình ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là một cái hình poster, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái hình ảnh này chúng ta sẽ lầm tưởng rằng cái nhân vật chính ấy đó chính là anh Nguyên Vũ. Thì mình không hiểu là cái dụng ý của cái hình poster này là như thế nào. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ thắc mắc là ủa tại sao là Hồng Loan là nhân vật chính mà sao lại hình lại nhỏ hơn anh Nguyên Vũ, mà trong khi đó thì mọi người đang ủng hộ anh Nguyên Vũ, bởi vì là anh Nguyên Vũ ấy là không có đăng cái video này lên cái kênh YouTube của anh Nguyên Vũ, không đăng lên để gọi là vì cái mục đích kiếm tiền hay là vì cái mục đích tư lợi cá nhân hay là lợi dụng hình ảnh hay là một cái pro bản thân, mà cái một cái MV này nó chỉ mang cái tính chất là về cái cuộc đời của Hồng Loan, cũng như là một cái trailer, một cái bộ MV mà ca nhạc mà được rất nhiều người trông đợi. Và cái người tức nhất quý vị biết ai không? Đó chính là những cái người con người bên phía của Ve luôn nghĩ rằng là Hồng Loan của chúng ta sẽ không làm được cái điều gì hết, bởi vì là không phải là một ca sĩ, không phải một nghệ sĩ, cũng không am hiểu về con đường nghệ thuật, nên là khi mà đăng một MV này lên thì có lẽ là cái người buồn nhất đó chính là những người mà ủng hộ Ve, hai gia đình cô bún bò, hai mẹ con cô bún bò, cũng như là tất cả những cái người mà ủng hộ bên phía Ve thì rất là tức đối với cái hình ảnh poster cũng như là cái trailer sẽ được đăng trong tối ngày hôm nay. Và một cái thông tin em nói với tất cả mọi người là tại sao tất cả chúng ta lại thắc mắc một cái hình ảnh là một cái hình poster được đăng lên là hình ảnh anh Nguyên Vũ to hơn cả hình ảnh nhân vật chính, nó sẽ gây ra một cái sự hiểu lầm đối với tất cả chúng ta. Bởi vì là thông qua hình ảnh này chúng ta là, em biết rằng là có rất nhiều người sẽ quay trở lại và nghĩ thầm trong bụng, thôi, nghĩa là nói ra thì sợ mất lòng, bởi vì nói ra thì nói rằng là ủa anh Nguyên Vũ này là anh giúp anh chị Hồng Loan, giúp Hồng Loan là làm cái MV này, rồi là không có một cái tính chất gì đó về pro bản thân hay là một cái tính chất gì đó, hay là anh ấy đăng cái này lên để là cái nhân vật chính là anh hay sao, đúng không? Khi mà em xem được cái hình ảnh mà poster chính thức này thì em cảm thấy ngạc nhiên, em cảm thấy là không biết là cái hình ảnh poster này nó có cái dụng ý gì hay không, hay là nó chỉ là mang cái tính chất ở đây là để khiêu khích cái bên Ve để cho bên đấy họ tức giận, hay là nó lại có một cái ý kiến nào khác nữa hay không quý vị. Bởi vì em nói tất cả mọi người rằng là trong một cái hình ảnh poster mà một cái hình ảnh để quảng bá, một cái hình ảnh mà để chúng ta mong đợi nhất về Hồng Loan, thì em nghĩ rằng cái hình ảnh của Hồng Loan sẽ là hình ảnh lớn nhất. Bởi vì trong những hình ảnh em nói với tất cả mọi người ở đây là có xuất hiện mấy người ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 người. 12, 13, 12 người. Đó, có cả một em bé nữa. Có hai em bé. Thì quay trong cái MV này thì em mới nói với tất cả mọi người rằng là anh Nguyên Vũ thì để cái hình lại to nhất, nó giống như kiểu là cái nhân vật chính là anh Nguyên Vũ vậy. Chắc chắn là cái hình ảnh này nó sẽ gây sự hiểu lầm. Em cũng không phải là một cái người gọi là để chia rẽ một cái gì cả quý vị. Em biết rằng là rất nhiều người sẽ suy nghĩ cái thông tin này, có nghĩa là họ suy nghĩ bảo là ủa tại sao anh Nguyên Vũ này lại là cái nhân vật chính của MV này ta, mà trong khi đó anh này đã nói rằng là chỉ để giúp Hồng Loan thôi.
Vậy thì cái mục đích của hình ảnh này là gì? Thì em nói mọi người là chắc chắn sẽ có những cái lời giải thích cũng như là để có thể là chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả. Bởi vì có nhiều người có nói rằng là thôi chỉ cần yêu thương Hồng Loan là được rồi, để ý chi cái tấm hình đó. Thì tất nhiên nó là như vậy, thì ngay cả bản thân em như vậy thôi, luôn ủng hộ chị Hồng Loan. Tuy nhiên thì thấy có một cái gì đó nó không được, có nghĩa là theo cái suy nghĩ của nhiều người, thì em sẽ phân tích cái nội dung đó là như vậy. Còn lại thì chắc chắn là chúng ta phải xem cái MV để chúng ta mới hiểu được xem là cái nội dung của MV này là như thế nào, đúng không? Và tất nhiên rằng là có cái sự xuất hiện nào đó, hay là tại sao anh Nguyên Vũ lại là nhân vật chính trong cái hình ảnh poster này, đây cũng là một cái điều chắc chắn rằng là sẽ khiến rất nhiều người thắc mắc cũng như là tò mò, quý vị ạ. Bởi vì em cũng đang suy nghĩ rằng là ở đây là không biết cái anh này, anh làm cái hình ảnh poster này là mang cái tính chất là để khịa bên ve đó, hay là đây là một hình ảnh chính thức. Còn nếu như mà cái hình ảnh poster này nó là một cái hình ảnh chính thức trên YouTube của Hồng Loan thì nó sẽ gây ra cái sự gọi là chia rẽ, cũng như là có một cái sự gì đó họ sẽ cảm thấy thắc mắc, quý vị ha. Ngay cả bản thân em cũng như vậy thôi. Em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là khi xem những hình ảnh poster này thì em cảm thấy rằng là nó có cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy chưa được hài lòng lắm. Nó chưa hài lòng đây là gì? Cái nhân vật chính của chúng ta là chị Hồng Loan, mà cái hình của chị thì nó lại nhỏ hơn cả anh Nguyên Vũ. Trong khi đó khuôn mặt của chị Ni thì có thể thấy ra là nói chung là cũng tương đối với lại Hồng Loan. Đó, trong MV này chúng ta thấy rằng là có rất nhiều gương mặt tham gia cùng Hồng Loan. Tuy nhiên thì em cũng chỉ thắc mắc một cái vấn đề là anh Nguyên Vũ này không biết là có cái tham gia trong MV này hay không, hay là cái vấn đề mà để tạo cái hình ảnh trailer. Tóm lại là quý vị các bạn cũng đã biết rồi, cái thông tin của Hồng Loan có đăng tải là vào lúc 19 giờ tối ngày hôm nay ha, mùng 6 tháng 12 thì sẽ phát cái đoạn trailer đó. Thì chắc chắn rằng cái trailer này sẽ khiến tất cả quý vị và các bạn rất là vui và bùng nổ. Bởi vì Hồng Loan cũng đã nói rồi, chuẩn bị có một cái MV ca nhạc và sẽ quay về cái MV này là Hồng Loan là nhân vật chính, cũng như là để cho chúng ta biết được rằng là rất nhiều quý vị khán giả đang hóng, và mọi người thì đang nói rằng là chuẩn bị là cày view cho Hồng Loan. Bởi vì một người không phải là nghệ sĩ, một người không phải là ca sĩ, nhưng mà được một lượng fan, một lượng khán giả ủng hộ nhiều đến như vậy, đúng không? Chắc có lẽ là sẽ không ai khác ngoài Hồng Loan đâu. Tuy nhiên thì những cái gì, cái nội dung gì đó trong cái MV đó thì tất cả chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. Còn hiện nay thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái lượt bình luận cũng đã đăng tải lên là hóng MV, rồi là chúc em thành công. Và nói chung là mọi người thì cũng có những cái lời cảm ơn anh Nguyên Vũ, cũng như là những cái lời động viên, rồi những cái lời chúc mừng bởi vì đã có một MV tuyệt vời. Thì tất nhiên những cái gì thắc mắc của em cũng như tất cả quý vị khán giả về cái hình ảnh poster này thì có lẽ là sẽ được giải thích trong một cái thông tin cũng như là một cái MV mới để tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi. Có nhiều quý vị khán giả cũng có nói rằng là đây là một siêu phẩm và chắc là sẽ cày view cho Hồng Loan lên cả triệu view. Thì mọi người cũng thử suy nghĩ như thế nào về cái những cái thông tin này. Em tin chắc rằng là những cái MV của Hồng Loan, đây là một cái siêu phẩm mà chắc chắn là quý vị khán giả ở trong ngoài nước cũng đang hóng đợi từng ngày đó quý vị. Còn những cái thông tin về cái vụ việc ngày hôm trước mà có xảy ra tại nhà của Hồng Loan là về việc tranh chấp tài sản cũng như là thẩm định nhà lần hai á, thì hiện tại thì tất cả chúng ta cũng đang quan tâm đến cái kết quả, có nghĩa là cái kết quả của buổi thẩm định lần hai đó đã có hay chưa, và mẹ con của cô Sáu Bún Bò thì có đem đồ dọn ra khỏi nhà hay không. Đó, và đây cũng là một thông tin mà mọi người đang rất là quan tâm. Bởi vì là trong ngày mùng 5 tháng 12, quý vị các bạn cũng đã biết rằng là hàng trăm hàng ngàn khán giả đã có mặt ở đây để theo dõi, để ủng hộ cho Hồng Loan, cũng như là để xem hai mẹ con nhà ve sẽ dọn đồ đi như thế nào. Chúng ta cũng đã thấy những hình ảnh mà vênh váo coi thường khán giả, coi thường của một người được coi là nghệ sĩ, một người được coi là cháu. Em nói với tất cả quý vị các bạn rằng nếu như không có lòng tham, không có cái sự gọi là không, nói chung nếu mà để nói thì bây giờ ve đã mất tất cả, mất cả nhân tính, rồi mất cả về danh dự, mất cả nhân phẩm và mất cả đạo đức, và mất luôn khán giả. Và bây giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi cái căn nhà số 5 là thời điểm này, thì em nói với tất cả mọi người rằng là sẽ không bao giờ có. Bởi vì sao? Bởi vì cái căn nhà này là của cậu Nam Vũ Linh, đó là họ Võ đã để lại cho con gái Võ Thị Hồng Loan, thì chắc chắn là không thể nào mang một cái người họ Lê vào đây để làm chủ căn nhà này được. Còn cái vấn đề mà tham lam đó, chỉ vì một chữ tham thôi thì đã đánh mất được tất cả. Chúng ta cũng đã biết rằng là theo dõi cái vụ việc của Hồng Loan trong một thời gian rất là dài rồi, tất cả chúng ta ở đây đang rất là mong muốn mẹ con của cô Sáu sẽ dọn đồ trong căn nhà này đi. Nghe đâu á là có người cũng nói rằng là ngày hôm qua thì bên phía của ve lại tiếp tục lại đâm đơn rồi. Em cũng nói mọi người rằng là nếu như có thêm tầm độ 100 cái lá đơn nữa thì cũng chả sao quý vị. Bởi vì là chúng ta ai cũng biết là đến bây giờ á, có những người thì đã sống đến cả nửa đời người, người ta cũng vẫn nói rằng là chưa bao giờ gặp một cái tình cảnh nào mà cháu lại đi giành tài sản với con của cậu. Không có đời thuở nào em lại đi giành tài sản với con của anh. Thực sự mà nói thì các câu chuyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh này, từ khi qua đời thì cái việc sóng gió gia tộc về tranh giành tài sản
thì đã được mọi người rất quan tâm, cũng chỉ cái căn nhà mà tất cả quý vị các bạn đang theo dõi đây. Đó, căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, thì một căn nhà 3 tầng ngay ở cái vị trí đắc địa 3-4 mặt tiền như thế này, thì cái giá trị có thể tính đến hàng trăm tỷ. Thì em nói với tất cả quý vị các bạn rồi, nếu như căn nhà này nó chỉ với giá trị tầm độ vài trăm triệu thì có lẽ là mẹ con nhà ve chứ chả bao giờ đó hải đến. Nhưng cái giá trị của căn nhà này nó quá lớn, nên là hai mẹ con thì đã nảy cái lòng tham. Mà cái lòng tham này quý vị các bạn biết rồi, đâu phải cái gì là không phải của mình, là mình dành, là nó là của mình. Lòng tham đấy bán đi đánh bạc em. Đúng rồi. Còn hiện tại thì em cũng nói với tất cả mọi người một cái thông tin, chắc một cái thời gian sắp tới thôi, mẹ con nhà bún bò thì cũng sẽ mở một cái live show mini trong quán bún bò, và ve của chúng ta sẽ hát cho tặng cho những ai mà ăn bún bò luôn đó quý vị. Còn căn nhà này thì chắc chắn là em nói mọi người chỉ có là mơ thôi, chứ làm sao mà có thể nói là một căn nhà, cái gì đó là của mình thì là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì chắc chắn nó là không phải là của mình. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là cái kiểu mà người ta nói là không làm mà đòi có ăn, đúng không? Không làm thì là lấy đâu ra có ăn. Nên là trong những cái thông tin mới thì chúng ta cũng vẫn phải đợi ha. Hiện nay thì em cũng đã cập nhật những cái thông tin mới để có thể là cung cấp cho tất cả quý vị khán giả và những ai yêu mến chị Hồng Loan cũng như là theo dõi cái drama này, thì có thể là để lại những cái lượt bình luận cũng như là trong cái đầu tiên của video này. Em cũng nói với tất cả mọi người là mọi người hãy đưa ra cái ý kiến sau cái poster cũng như là cái trailer vào tối ngày hôm nay, cũng như tất cả chúng ta hãy hóng MV. Tuy nhiên thì em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là em không biết là cái mục đích của cái poster này là gì và cái ý định là gì, nhưng mà em thì cũng vẫn ủng hộ chị Hồng Loan quý vị ạ. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tất cả chúng ta thì vẫn hướng về những cái MV mới này cũng như là cùng để cày view rồi ủng hộ Hồng Loan. Còn lại thì chúng ta cũng chưa biết được cái nội dung bên trong như thế nào mà, đúng không quý vị? Đó, nên là mọi người hãy để lại lời bình luận bên dưới video này để ủng hộ cho Hồng Loan quý vị nhá. Và video này em xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều khi đã xem hết video này quý vị nhá. Xin chào mọi người.